Chào các bạn quay lại với kênh Cybergaming. Sáng hôm nay thì chúng ta đã khám phá Cairo cùng với cái outfit mới của Hasina. Còn chiều hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại về Berlin. Và chúng ta sẽ đến với một yêu cầu của một người bạn cũng rất là quen thuộc của kênh, đó chính là bạn Nguyễn Thanh Hảo. Vì kênh không phát triển cho nên chúng ta sẽ thường xuyên gặp lại những người bạn quen thuộc của kênh thôi. Hy vọng là trong thời gian tới các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ kênh. Và với yêu cầu của bạn Nguyễn Thanh Hảo thì chúng ta sẽ gặp lại một tay đua các bạn. Và tay đua này đến từ cái bạn update Monaco, đó chính là Philip với cái outfit là Racer outfit, trang phục này đây các bạn. Còn ván trượt thì hôm nay Philip sẽ sử dụng cái ván trượt giống như là cái thảm hơn các bạn. Đó chính là cái ván con nè các bạn, cái thảm, mình nghĩ nó là cái thảm thì đúng hơn. Và đây có lẽ là cái người bạn đầu tiên yêu cầu cái ván này các bạn, cái ván con. Và nhạc nền thì bạn Nguyễn Thanh Hảo yêu cầu cái bản nhạc nền ở cái bản update of 4 các bạn. Đây. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại về Berlin. Và hôm nay thì mình cũng xin chúc cho người bạn của chúng ta là Nguyễn Thanh Hảo có những giây phút thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá Berlin với Philip và cái ván trượt Ron nha các bạn. Xuất phát ra các bạn rồi. Thank you.
Thank you.
Oh, my God.